nay phiên vẻ đông đây. Mình đang sửa con này là bao tiền đấy bác? $2,500. Đợt trước có đọc số quên mất tên là gì. Mất tên là gì? Tên là Tùng. Minh Tùng. Bây Tùng. Mình là Minh Tùng. Minh Tùng. Đọc lại cho em số của bác. 0942 455 550 590. Một cây tùng đang làm là 2,500. Thế còn cây xanh này thì bao nhiêu tiền? Xanh 6 triệu. Tình quê nhỉ? Quê. Được, chơi hay về về chăm thêm chơi sẽ hay. À, nó cái này là thân của nó hay là ấy đây? Ngày xưa mình hạ đây xuống à? Hay là như này? À. Cái thân này cũng là của nó đấy đúng không? Nó hết. À. À. Một cây rất hay. Cái này các cụ chơi thì hay, đẹp. Hơi bự tí. Sạch sẽ rồi. Thế nên làm cái bể nó. Cái bể thì chưa làm sạch hơn, nhưng mà để nuôi thêm một thời gian nữa là được. Mặt tiền thì hơi thiếu chút mà làm nuôi được. Nhưng mà sơ bộ thì thấy nó ổn. Lấy cái tay bên này lại làm ngọn của cho thân tương trợ. Hai cái tay đây, hai cái chân nằm tương trợ ở nhau. Sáng giờ đã mở hàng cái nào cho bác? Một hai cây thôi. Thế còn con già già này? Cũng quê cả nhỉ, một lứa hết. Đâu này nay toàn hàng bự bự nhỉ. Thế hàng kia đồng giá hết 6 triệu một cây, nhưng mà hơi kén người chơi tí, nó hơi bự. Mà những cái đồ này thì để nguyên chơi thì sửa thì hơi ngại mất, vì nó ổn định rồi, nó không còn là, hẳn là cây phôi nữa, mà các bạn hạ đi thì nó không còn gì, mà chơi thì nhiều khi là cũng thế nào ơi, 6 triệu không ạ? Suy ấy là có phải cái gu của mình không, cây này thì chơi ấn móng được, để biết nó sạch sẽ già lắm chưa. Đấy, tôi thấy đấy. Đây hay, nhưng mà các cụ chơi hợp. Nhìn cái bóng dáng rất là hay, già. Đấy nhưng mà sáu triệu rất hợp với nhiều người không quá cầu kỳ, nhưng mà cũng không có nhiều tiền, mà cũng không có thời gian làm cây nhiều thì nên chơi. Nên chưa? Đấy. Nó hơi lạc với ngu bây giờ, và thực tế nó không được đỉnh cao, nhưng mà khi nào cũng ấy thôi. Nhưng mà với các bác nào mà mới chơi, hoặc là đang học chơi, hoặc là không quá cầu kỳ thì chơi hay. Chứ nó không hề xấu, nó rất là hay. Cây này thì 12 triệu. Đâu chưa? 12 triệu. Toàn bộ xuống quê. À chú à, xem nào ưng cây nào đây không chú?
Linh Danh. Linh Danh. Linh Danh. Linh Danh. Đây. Bán rồi nhá. Thùng thùng. Chắc để đây bán thôi chứ. Bán cả đây. Bán đấy. Hả? Linh Danh. Bao tiền? 2.500. Đi giả lắm đấy. Này về chơi hoa. Chẳng có thế đấy hả? Về chơi hoa. Cái này thì mà nuôi lên thì nhiều hoa lắm. Nó nhiều tay tán. Thì chơi cái đồng già ấy khóa. Để thay một cái chậu đi là cũng được đấy. Đấy. Thay một cái chậu đi cũng được. À, cụ mua cái ổi à? 1 triệu. Ô, hôm nay bán rẻ phết đấy. Này dành những bộ ông công thì xoay mặt sau cho xem nào. Nặng ghê này. Chà ra người dáng đẽo. Chơi hoa thôi. Gốc à? Một gốc. Chơi hoa, chơi cây quần thụ, chơi hoa thôi. Cả ăn sáng à? Còn cây nào không? Còn hai cây con. Xong sớm thế thì nghỉ sớm mất. Nhỉ? Yeah. Những cây đều rất là hay. Giá hợp lý. Rất phù hợp với đối tượng chơi nhất là không biết làm. Nên là có cây chơi để chơi ngay. Giá hợp lý. Phong viết rất là đẹp. Bể bãi đây cây nào cũng có. Đây. Đấy. Này bên rồi kìa. Cắt đi. Chứ ông nào có vườn ở trên này làm cả mớ nhỉ. Này nó sạch. Rồi dễ ba. Ngày nó nhiều người chơi thì tiền nó vừa. Thứ hai là nó ổn rồi. Nhưng mà nó lại hơi to tí. Trên Hà Nội thì lại hơi khó. Cây kia đã rồi. Bên ngoài cũng không cái cây ở giữa này. Đây hay hơn. Và còn mỗi cây này hay này. Cây cuối hay này, cây này hay này, cây này bóng đẹp. Cái này là cây xanh năm biển. Cuối năm biển này có mấy chục. À đây là ruồi. Đâu xanh. À xanh. À xanh xanh quê. Năm biển thì lại mấy chục. Được. Nói chung là ổn hết cả rồi. Mà giá hợp lý. Thì sao bên này cái giá khác ngay. Em bảo bác nào có tí không gian hơi rộng có tí sân là chơi được. Phải có sân. Có tí sân nhà để ban công là hơi mà bê lên hơi vất. Mà có sân thì làm hai cây. Cỡ nhỏ nhỏ hơn tí thì cây này bê được. Cộng với cây kia, cây cuối bê được là chơi hai hai cây. Toàn là xanh quê hết. Quê. Cây cuối. Đó. Cuối hay. Nhìn nó không quá xuất sắc nhưng nó hài hòa. Cây này
như ông nói phong tranh ấy hợp lý. Tất nhiên là các bác ấy cứ nuôi lên nó tự nhiên rồi vào dây thôi, không theo lối cất giật như bây giờ, nhưng mà tất nhiên là để sau này nó già thì nó cũng đi vào ổn định, nhìn nó cũng hay. Cái này này, trong số ấy có cây này, cái này là còn thích cái nó đậm đậm hơn tí thì cái kia. Ra. Cái này cũng được. Cái này với cái này bóng nó nhìn nó hiền dễ chịu. Còn cái này thì nó bình thường gặp hơn. Bình thường gặp hơn, ở đâu đó bình thường hay gặp. Đúng rồi, cái này mặt trước đây. Trước cái này đây. Mặt này thôi, chỉ được mặt này. Mặt này thuận. Mặt này thuận. Này to, này cũng gắn đá nhẹ nhàng rồi. Nào chắc ưu tiên cho bác nào ở gần alo bác ký thì dễ hơn. Cái này mà bác nào ở xa thì hơi khó vận chuyển, hơi cồng kềnh. Sau cái này chả biết là mày nói chuyện có quay được hết các cái mặt không nhỉ. Tất nhiên nó chỉ được phần nào thôi chứ không thể nào mà xuất sắc lại không có giá đấy. Để bãi thì ổn, nhưng mà cái đoạn thân nó lại cái nhìn già trắng, cái đoạn thân nó cảm giác nó không lấy được nhiều nữa. Đó, được gắn đá lại nhẹ nhẹ tí thì cái bệ nó đỡ. Ok các bác, để sang giao hàng của mấy anh em còn lại.